Mình vẫn đang nổ ở Mỹ nha. Bộ mê chưa? Con ở dưới. Đấy, con hò đầu lên đấy. Đấy. Làm đánh nhau ở Mỹ cho mấy luôn. Quá ok luôn này nhá. Này em mê luôn. Đây em đang ngồi cách 2 mét anh em nhé. Này đang vào cám anh em nhé. Con này hàng cực kỳ chất lượng anh em ạ. Quá là đẹp luôn anh em nhé. Nên rất là tiếc là em đấy nó bị sưng móng sau. Không hiểu sao em để kiểu gì nó bị sưng mất một móng sau anh em ạ. Nói chung là em bán cho anh em con này giao lưu anh em 700 nghìn. Cho anh em về hết rồi. Có thể nó sẽ hết anh em ạ. Có thể nó bị rụng cái móng sau đấy. Nói chung là 50-50 anh em nhé. Nói chung là em nghĩ là nó sẽ hết thôi anh em ạ. Thế anh em nào thích em này về gột thì hàng cực kỳ em đảm bảo cực kỳ ok luôn anh em nhé. Nó nỗi trên móng thì em trần ảnh vào trong đây cho anh em nhìn cho kỹ này. Nó sưng mất một chút cái ngón sau anh em ạ. Một ngón thôi anh em nhé. Nhảy lại, nhảy đi nhảy lại không ảnh hưởng gì đâu anh em ạ. Anh em nhìn rất là mau anh em nhé. Đây hai em này lúc em dây trắng và em dây tím lúc đầu còn đắm thái độ ấy. Sau con này nó đánh sãi luôn anh em ạ. Anh em nào kết thì kêu alo trực tiếp cho em nhé. Đây anh em nhìn này, con này màu đá lên anh em nhé, nó chưa dựng hết màu đâu vì chim em mới vào cám anh em ạ, mới đâm vào cám giỏ đây rất là gấu. Đây hai em kia nó đánh sợ luôn anh em ạ. Giao lưu anh em có 700 nghìn thôi, về cho anh em làm gì này. Hàng tiếc quá anh em ạ, con này là chuẩn ngay em nhận cọc của khách rồi nhưng mà thấy nó bị sưng móng hay là sưng ngón hay là phải hoãn lại anh em ạ. Tiếc ơi tiếc anh em ạ.